có điểm thi đại học rồi thì làm gì? Thắng làm vua, thua đi mua laptop. Cửa hàng của người chơi đồ xin được giới thiệu đến các quý bạn và các vị một siêu phẩm của làng Ultrabook mang tên HP Pavilion Plus 14. Chưa vô địch tầm giá nhưng vẫn mở khóa tiềm năng. Chỉ với 21.900.000 đã có một con CPU hiệu năng cao i5-13500H, đa nhiệm với 16GB, 1TB SSD để lưu trữ thoải mái, trải nghiệm thị giác đã đời với công nghệ màn hình OLED, độ phân giải 2.8K, nét đến từng lỗ chân lông. Một sản phẩm rất tuyệt vời cho học sinh sinh viên và viewer của người chơi đồ sẽ được giảm 300.000 khi mà nhập ngay cái mã bí mật này vào. Áp dụng từ ngày 15 tháng 7 đến tận 15 tháng 8 tại Trung Trần Laptop. Các bạn có thể tranh thủ mua nhanh kẻo hết. Link trong phần mô tả và bình luận hoặc có thể ra ngay Trung Trần Laptop ở tại đường Thái Hà. Còn bây giờ là review chi tiết HP Pavilion 14 Plus. Hôm nọ thì có ông bảo là kênh này thích Acer thế, nên là hôm nay tôi sẽ lên con HP cho nó khác biệt chiều lòng viewer. HP là một cái dòng laptop mỏng nhẹ phổ thông của HP, hướng đến những đối tượng như là học sinh sinh viên, dân văn phòng và đôi khi cũng là hơi chuyên nghiệp một tí như là designer, editor. Và tất nhiên là hướng đến học sinh sinh viên thì giá cũng rất là học sinh sinh viên. Giá tiền phải trả cho một con Pavilion dao động trong khoảng từ 13 đến 25 triệu. Tầm giá này thì tôi nghĩ là cũng vừa với lại ngân sách của anh em phần lớn đi học đại học. Về ngoại hình trước đi thì Pavilion Plus 14 có một ngoại hình khá là khác sang xịn mịn. Thậm chí là ban đầu tôi nhầm con này thành con HP Envy cao cấp cơ, tại vì nhìn cái logo nó giống hệt dòng Envy. Mà thường thì những chiếc Pavilion sẽ có cái logo nhìn nó phèn phèn như này cơ. Thì đây cũng có thể là một cái cải tiến mới của HP nhằm chuẩn hóa lại logo của mình trên những chiếc laptop tầm trung. Thiết kế của nó thì nhìn khá là vuông vức, không có nhiều đường cắt xẻ hay tù góc, tất cả đều vuông thành sắc cạnh. Chất liệu khoảng máy thì được gia công từ hợp kim nhôm, sờ mát nhưng mà đi kèm là bám mồ hôi tay. Cân nặng thì chỉ 1.4kg và chỉ bằng 1.84cm. Công nhận là nhìn nó mỏng thật và trông nó toát ra cái vẻ sang chảnh không kém gì Apple ấy. Bản lề thì được trang bị là bản lề một trục này, độ chắc chắn ở mức vừa phải thôi chứ không phải là thuộc dạng chắc chắn lắm, nên là nó sẽ dẫn đến một hệ quả là chiếc máy này sẽ có một góc đóng mở thấp, chỉ cần gập xuống hơi cách phần phím khoảng 4-5cm là nó sẽ đổ ụp xuống luôn. Đây không phải là một vấn đề quá lớn nên có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm sử dụng, nhưng mà tôi sẽ cảm giác là con máy này nó sẽ hơi không chắc chắn lắm. Khe thoát gió tản nhiệt thì được giấu luôn vào cái khe giữa màn hình và bản lề, không biết là hiệu quả tản nhiệt như nào nhưng mà tôi thấy khá là thẩm mỹ, không để ký thì không thấy đâu. Về cổng kết nối thì rất đầy đủ, rất tuyệt vời. Kể mà một trong hai cổng C được tích hợp Thunderbolt thì nó sẽ ngon hơn. Chiếc máy này sẽ có hai cổng A để cắm các thiết bị ngoại vi như là chuột phím này, hai cổng C 3.2 Gen 2, một cổng HDMI 2.1, một cổng audio 3.5 và một khe thẻ nhớ SD. Rất may là nó là SD chứ không phải là micro SD, tại vì chụp ảnh làm ảnh chuyên nghiệp thì giờ tôi thấy chủ yếu người ta dùng SD thôi chứ ít ai sử dụng micro SD. Tóm lại là đầy đủ cổng kết nối. Mặt đáy thì vẫn chỉ là những cái khe hút gió thôi chứ cũng không có gì đặc biệt lắm. Tổng kết lại thì ngoại hình sang xịn mịn trong một ứng mắt. Thứ ra là con HP Pavilion Plus này thì nó khá là giống với con Acer Swift Go 14 hôm trước mà tôi đã review. Điểm tương đồng đầu tiên là cái màn hình đi. Phải nói là nó y hệt như màn hình của con kia, nó không khác một cái thông số nào cả, vẫn là độ phân giải 2.8K, nó rất là nét, vẫn là tỷ lệ khung hình 16:10, vẫn là công nghệ màn hình OLED tuyệt đẹp và tần số quét vẫn là 90Hz. Ban đầu thì tôi còn tưởng là có cả cảm ứng màn hình cơ nhưng mà hóa ra là không có, chỉ có là giải màu điện ảnh DCI-P3 đạt 100% và công nghệ giảm ánh sáng xanh giúp đỡ mỏi mắt thôi. Đấy, nó cũng chả có gì đâu, có thế thôi. Nhưng mà nó ngon. Đến cả webcam thì nó cũng giống nốt, độ phân giải là 5MP, tức là bằng 2K và cũng có công nghệ khử nhiễu TNR cùng với 2 mic thu tầm xa với công nghệ là Acer Purify Voice và AI Noise Cancelling. Nôm na là chống ồn và làm âm lượng từ mồm bạn nó to lên một xíu. Trong cái tầm tiền ấy thì điều quan trọng là bạn thích cái hãng nào thôi, chứ còn mấy con máy nào nó cũng xem xem. Điểm thứ hai mà tôi thấy giống con Swift Go 14 là về cấu hình, cũng y chang luôn, không khác một tí nào cả. CPU i5-13500H này, 16GB DDR5, 1TB SSD. Tuy nhiên là điểm hạn chế trên con Swift Go 14 là nó sẽ không nâng cấp được RAM. Còn ở con máy này thì HP vẫn cho bạn khả năng nâng cấp với hai khe RAM có thể tháo rời. Với những công việc căn bản văn phòng như là Word, Excel thì nó quá là thừa thãi rồi. 30% hiệu năng của con CPU này nó làm được cả chục file Excel. Còn nếu như muốn hành hạ nó một tí thì chúng ta có Photoshop, nhưng mà Photoshop mượt không một chút giật lag. Edit video với Premiere thì import file nặng chục GB, add cả chục hiệu ứng thì nó vẫn chưa lag, preview vẫn mượt. Nếu mà máy hơi nóng thì chắc là app sẽ hơi lag, nhưng mà thôi, thông cảm đi, Ultrabook mà. Render một file tầm 10GB mất 5 phút. Mặc dù nó không có cạc rời để tối đa cái hiệu năng cơ bản cũng như là chơi game, nhưng mà đồ họa tích hợp Intel Iris Xe nó cũng đáp ứng được đến 80% những nhu cầu về media này, design nhẹ nhàng. Chỉ là cả 2D 3D thì nó cũng đáp ứng được rất tốt vì có thêm 16GB DDR5. Còn chơi game nhẹ nhẹ kiểu eSports, LOL, CSGO, Valorant thì nó cũng được, không cạc rời nên là không khỏe như thế. Tôi có test thử thì vào game vẫn kéo được max setting với LOL vào tầm khoảng 125 FPS. Cứ mà chơi một lúc thì máy nóng lên và nó lan ra
bàn phím khá nhiều. Cái này cũng dễ hiểu thôi, tại vì máy mỏng nhẹ nên là nó sẽ không có nhiều không gian bên trong để lưu thông luồng khí một cách hiệu quả. Với cả là nó là Ultrabook nên là con này nó sẽ chỉ phù hợp với những nhu cầu từ cơ bản để bán chuyên nghiệp như là học tập này, văn phòng, edit và design nhẹ nhàng thôi. Còn cái gì nặng đô hơn thì nên cân nhắc kỹ trước khi thử. Nói thẳng ra là làm nặng nó không chịu đâu. Về bàn phím và touchpad thì chiếc máy này sở hữu một cụm bàn phím 60% tiêu chuẩn của HP, nó thừa hưởng từ những dòng cũ như là HP 14S này. Từ xưa tôi dùng con HP 14S thì đã có quả phím này rồi. Sau bao nhiêu năm công nghệ thay đổi, thế giới phát triển thì HP vẫn chọn giữ nguyên cái thiết kế phím như này. Thực ra nhìn nó hơi xấu một tí thôi, chứ còn gõ thì nó không gì để chê cả. Hành trình sâu, độ này bình thường cũng khá đủ phím cho các nhu cầu cơ bản thôi. Còn về touchpad thì đây có lẽ là cái touchpad mượt nhất của HP trên những cái dòng tầm trung giá rẻ mà tôi đã từng trải nghiệm. Nó được phủ kính này, trang bị cảm ứng đa điểm và còn được mở rộng kích thước lên 20% so với những phiên bản trước nữa. Cho nên là về trải nghiệm thì vẫn khá là hết nước chấm. Về thời lượng pin và loa thì thời lượng pin mặc dù hơi hẻo, chỉ có 3 cell pin 50Wh thôi, thậm chí nó còn thấp hơn cái 65Wh của con Swift 4. Chắc là dùng được khoảng hơn 1 tiếng tác vụ nặng là tích chu và cứu bà. Nhưng mà cũng không cần lo, tại vì con máy này sạc bằng cổng C với công suất là 100W, cho nên là sạc một chút thôi là nó cũng gần đầy rồi. Nếu mà muốn ăn chắc bằng bền hơn thì cứ mạnh dạn vừa dùng vừa cắm sạc, vừa đảm bảo hiệu năng mà không lo hết pin. Loa thì vẫn được support bởi B&O, một brand về tai nghe có số má. Nhưng mà theo tôi thấy thì âm thanh nó dừng ở mức chấp nhận được thôi, chứ không đến nỗi xuất sắc đâu. Không mong chờ gì nhiều. Học online nghe gọi thì ok, nhưng mà để nghe nhạc hay là xem phim với trải nghiệm suốt luôn thì không thể có được. Và phần cuối cùng mình nói về nhược điểm thì thực ra nếu mà tính trên một phương diện một chiếc Ultrabook mỏng nhẹ và P/P thì con này là quá ngon rồi. Nhưng mà có hai thứ mà tôi thấy là không thỏa mãn. Thứ nhất là về loa thì vừa nói xong. Thứ hai là theo tôi nghĩ thì con máy này được trang bị một cổng Thunderbolt 4 thì nó sẽ có nhiều tiềm năng hơn. Chứ còn hai cổng C3.2 thì nó cũng ngon rồi, nhưng mà có thể là một cái điểm mà khiến con này nó bị cân nhắc một xíu ấy. Và tổng kết lại về chiếc HP Pavilion Plus 14 thì đây là một chiếc máy khá ngon trong tầm giá 20 triệu. Nó sẽ ngon khi mà xét trên phương diện của người dùng cơ bản, không cần quá nhiều đến hiệu năng phần cứng mà chỉ có phần hiển thị đẹp này, ngoại hình đẹp và đương nhiên là làm được hầu hết các tác vụ hàng ngày. Đây sẽ là một sự lựa chọn hợp lý nếu các bạn là nữ, các chị gái văn phòng nhiều hơn là các anh trai. Thế nên là các chị gái có hay là các anh trai muốn mua tặng người yêu thì hãy bấm ngay vào đường link trong phần mô tả và bình luận để đến ngay với Trung Trần Laptop. Và đừng cũng đừng quên nhập mã giảm giá bí mật của người chơi đồ cho nó hạt rẻ. Các sếp thấy sao với chiếc HP này? Các hãng làm máy cho người dùng cơ bản như này thì đã ok chưa? Hay là cần thêm sức mạnh để cạnh tranh? Thì hãy cùng để lại ý kiến trong phần comment. Và hàng tháng thì chúng tôi sẽ có một video mà trả lời hết tất cả những câu hỏi của bạn về laptop, về điện thoại các thứ. Nên là hãy tích cực comment. Tôi là Linh, đừng quên đăng ký và vào group của người chơi đồ để không bỏ lỡ bất kỳ nội dung nào. Xin chào và hẹn gặp lại.